Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn thân mến Phó Giám đốc Điện lực xây siêu biệt phủ 500 tỷ Một trong những công trình không phép đang là tâm điểm của dư luận của người dân Phú Quốc là ngôi biệt phủ lấn hết con đường phòng cháy chữa cháy độc đạo với rừng phòng hộ núi Điện Tiên Đáng chú ý chủ nhân của công trình này là gia đình ông Lê Hùng Dũng anh vợ của Lê Minh Du Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Quốc từ thuê nhóm đối tượng hủy hoại tài sản của người khác Theo như nhiều bài báo đã phản ánh mặc dù ông Lê Minh Du, phó giám đốc công ty điện lực Phú Quốc không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với thửa đất số 29 rộng 2,5 hectare trên núi Điện Tiên, thị trấn Dương Đông nhưng Tháng 6 năm 2017, ông Du thuê nhóm đối tượng đến đập phá hủy hoại tài sản trên đất của người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Như Cúc, trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Công an huyện Phú Quốc cũng tiến hành trưng cầu định giá tài sản. Tại kết luận số 40 trên KLHDDG của Hội đồng định giá tài sản, xác định tài sản bị hủy hoại là tường rào trị giá trên 35 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 8 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Quốc ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự. Lý do được cơ quan này đưa ra là vì Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Quốc có văn bản số 290 trên TNMT gửi cơ quan công an với nội dung xác định hàng rào của nhà bà Cúc bị đập phá nằm trên đất của ông Lê Minh Du kê khai. Vậy thực tế cái gọi là thửa đất mà ông Lê Minh Du kê khai là gì? Vì sao ông Du lại kê khai là đất của mình Uẩn khúc đã được phóng viên xác minh làm rõ Ủy ban dân thị trấn Dương Đông xác nhận nguồn gốc của thửa đất mà ông Du tự kê khai đến trước thời điểm năm 2012 vẫn là đất rừng phòng hộ. Ông Du cũng không xuất trình được bất cứ tài liệu gì chứng minh gia đình ông có liên quan đến thửa đất nêu trên. Ủy ban dân thị trấn Dương Đông đã bác bỏ các đề nghị xác nhận quyền sở hữu sử dụng đất của ông Du đối với thửa đất nêu trên. Giải thích cho việc vì sao lại có tên ông Du trên tờ bản đồ, bản đồ trên mạng lưu tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Phú Quốc. Ông Trương Thành Tấn, phó phòng tài nguyên môi trường cho biết năm 2012 khi phòng tài nguyên môi trường tiến hành đo đạc thì ông Du kê khai hoang thửa đất nêu trên nên phòng tài nguyên môi trường cũng chỉ ghi nhận để tiện theo dõi. Còn nếu đất của ông Du khai hoang thật thì phải được ủy ban nhân dân thị trấn Dương Đông xác nhận. Như vậy đã rõ thực tế đây là thửa đất có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ là tài sản của nhà nước chứ không phải tài sản của ông Du. Việc ông Du nhận vơ là đất của mình rồi thuê mướn nhóm đối tượng côn đồ đến phá hủy và hủy hoại tài sản của người khác là hành vi vi phạm cần phải được xử lý nghiêm minh. Dư luận tại Phú Quốc cho rằng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cần kiểm tra có biện pháp thu hồi lại thửa đất nêu trên tránh để tình trạng tài sản của nhà nước có nguy cơ lọt vào túi một số cá nhân. Theo đơn giá bất động sản trên thị trường thì 2,5 hecta ở núi Điện Tiên có giá khoảng 500 tỷ đồng. Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời gian qua đã phát triển rất nóng nhằm đón đầu tư và cơ hội cho một trở thành một đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Trước tình hình vi phạm xây dựng tràn lan trên mặt bàn địa bàn của huyện đảo Phú Quốc có nguy cơ phá nát quy hoạch phát triển đảo. Mới đây, ông Lê Quốc Anh, giám đốc Sở Xây dựng, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành có tờ trình kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng vi phạm của các hộ cá thể nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện Phú Quốc. Sau khi có chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang thì chủ đầu tư dự án khách sạn 5 sao Shishu đã tự nguyện phá rỡ tầng 9 tầng vi phạm xây dựng, đưa dự án đưa dự án trở về với đúng 8 tầng như trong giấy phép xây dựng. Còn riêng đối với ngôi biệt phủ của gia đình Lê Hùng Dũng, anh vợ của ông Du xây dựng không phép trên núi Điện Tiền lại không bị Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc quyết liệt cưỡng chế phá dỡ, thậm chí công trình này vẫn đang được tiếp tục thi công thách thức dư luận và pháp luật. Đáng lưu ý ngôi biệt phủ không phép này còn xây lấn hết đường dành cho xe cứu hộ, xe phòng cháy chữa cháy cho rừng phòng hộ núi điện tiên. Trao đổi với phóng viên ông Lê Văn Cộp, trưởng khu phố 7 thị trấn Dương Đông cho biết trên đỉnh núi là rừng phòng hộ, phía dưới là một số hộ dân sinh sống và công trình không phép ngang nhiên lấn hết đường cứu hộ nhưng không bị xử lý nên người dân chúng tôi rất bức xúc. Theo điều tra của phóng viên được biết, từ tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc có quyết định số 2015 QĐ XP VPHC xử phạt gia đình của ông Lê Hùng Dũng về hành vi xây dựng công trình trên đất không được xây dựng, yêu cầu khôi phục hiện trạng nguyên ban đầu. Thế nhưng, dù có rất nhiều chỉ đạo của các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang, nhưng không hiểu sao đến nay công trình này vẫn tiếp tục xây dựng quy mô lớn hơn. Điều khó hiểu hơn trong lúc công trình vi phạm của ông Lê Hùng Dũng đang bị cơ quan nhà nước yêu cầu dừng thi công, khôi phục hiện trạng ban đầu thì công ty điện lực Phú Quốc lúc này Ông Lê Minh Du với vai trò phó giám đốc lại cho thi công hẳn một đường điện cao thế cấp điện riêng cho hoạt động xây dựng biệt phủ không phép. Khó coi hơn là cây cột điện dành riêng cho ngôi biệt phủ được chôn giữa con đường dành cho việc cứu hộ rừng phòng hộ núi điện tiên. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Văn Minh giám đốc công ty điện lực Phú Quốc sau khi nghe phóng viên phản ánh đã hứa sẽ cho làm rõ xem ai trong đơn vị của ông chỉ đạo mắc điện cho công trình vi phạm nêu trên. 33.000 tỷ chảy ra nước ngoài đe dọa an ninh tiền tệ. Sự dịch chuyển một khoản tiền lớn trong khoảng một thời gian ngắn có thể sẽ đe dọa đến an ninh tiền tệ, kéo đổ theo một nền chính trị của quốc gia đó. Ai cũng biết hiện đang có một lượng tiền rất lớn, hàng năm vẫn được chuyển ra nước ngoài qua nhiều hình thức. Nhưng tôi chắc chắn rằng không ai biết chính xác con số đó là bao nhiêu, kể cả tôi và ngay cả các cơ quan quản lý nhà nước. Tất cả số liệu hiện có được chỉ là phỏng đoán hoặc dựa trên những thống kê từ những kênh quản lý chính thống. Việt Nam đã có chính sách kiểm soát hối đoái, đã có luật tiền tệ, nếu muốn mang được một lượng tiền lớn ra nước ngoài qua con đường chính thống là vô cùng khó khăn. Người có tiền muốn chuyển tiền ra nước ngoài phải chứng minh được nguồn gốc, lý do hoặc phải thông qua con đường nhập khẩu hàng hóa. Những dự án đầu tư kinh doanh đã được chính phủ cho phép nếu vậy số lượng tiền lớn như vậy đã được chuyển ra nước ngoài chỉ có thể bằng con đường bất hợp pháp hay nói cách khác là thông qua việc rửa tiền và tham nhũng. Việc này không có gì là đáng ngạc nhiên trên đất nước Việt Nam. Vậy những con đường bất hợp pháp của nó là gì? Trước hết là hình thức rửa tiền thông qua buôn lậu, nhất là buôn lậu tại các cửa khẩu với Trung Quốc theo thống kê năm 2013, Việt Nam thống kê nhập khẩu từ Trung Quốc 28,8 tỷ đô la Mỹ, trong khi số liệu của Trung Quốc là 34 tỷ, cao hơn 18% so với số liệu thống kê của cơ quan chức năng của Việt Nam về xuất khẩu sang nước này là 12,8 tỷ đô la Mỹ, trong khi Trung Quốc lại ghi nhận con số 16,2 tỷ cao hơn 26,6%. Ngay cả những con số thống kê chính thức giữa hai quốc gia đã có sự sai biệt cực kỳ to lớn như vậy nguyên nhân của sự tranh lệch này là do các báo cáo hải quan của mỗi nước với những cách tính và phương pháp tính khác nhau nhưng cũng xuất phát từ lượng hàng hóa xuất nhập khẩu nhập khẩu lậu qua biên giới không được khai báo trốn thuế mà mỗi cơ quan thống kê có những ước tính riêng qua số liệu tranh lệch được công bố có thể ước lượng đã có được lượng tiền lớn được chuyển qua nước ngoài đồng thời cũng có một lượng ngoại tệ không nhỏ đã được chuyển vào trong nước qua con đường buôn lậu con số này chính xác là bao nhiêu thì chúng tôi cũng như các bạn cũng như cơ quan chức năng cũng không thể biết được. Thứ hai, có một lượng ngoại tệ cũng không nhỏ đã được chuyển ra nước ngoài không bằng con đường nhập lậu nhưng lại dưới hình thức hoán đổi nội tệ và ngoại tệ trực tiếp thông qua giao dịch trung gian. Cụ thể như sau, khi ở California tôi đã chứng kiến nhiều người Việt trồng cả vali tiền mặt có khi lên đến hàng trăm ngàn đô la để mua nhà, mua biệt thự ở đây. Câu hỏi được đặt ra là tiền mặt đó ở đâu mà lớn như thế. Nhất là nhiều phương tiện truyền thông đã nói tới những hình thức rửa tiền nhằm hợp thức hóa lượng tiền chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển ngoại ra để mua ngoại tệ nước ngoài về Việt Nam. Đây là một trong những cách đó. Bản chất của loại hình này là có giao dịch với đồng nội tệ và ngoại tệ được dịch chuyển tại hai quốc gia nhưng lượng tiền không được chuyển dịch qua hai lãnh thổ. Ví dụ như một người A ở trong nước, có người B ở nước ngoài. Người A muốn chuyển ngoại tệ cho người B chỉ cần giao dịch qua người C ở trong nước và người C sẽ giao dịch với người D ở nước ngoài. Giao dịch thực hiện khi người A chuyển tiền cho người C trong nước một lượng tiền nội tệ tương đương với số ngoại tệ mà người A muốn người B sở hữu ở nước ngoài. Sau đó người C sẽ ra lệnh cho người D ở nước ngoài chuyển cho người B một số ngoại tệ tương đương. Cuối cùng thì người B nhận được một số tiền ngoại tệ theo mong muốn của người A và người A thanh toán cho người C. Dĩ nhiên, người C và người D là những quan hệ tài chính với nhau. Theo kịch bản này thì đồng nội tệ được dịch chuyển ở trong nước và đồng ngoại tệ được chuyển tay ở nước ngoài. Sau đó nếu như những tài sản tại nước ngoài đó được bán đi hay thế chấp thì số tiền thu được từ những giao dịch trên trở thành tiền sạch và tha hồ được sử dụng tránh khỏi sự truy sát của các cơ quan ăn tiền tệ. Thực chất của hình thức giao dịch này là rửa tiền. Ngay cả khi ngoại tệ không được tuồn ra nước ngoài nhưng vẫn có được một lượng ngoại tệ đã được dịch chuyển tại nước ngoài. Đó là một cách rửa tiền có vẻ hợp pháp để cho người trong nước có thể rửa tiền với và đồng lõa với Việt Kiều nước ngoài để thực hiện những giao dịch có giá trị lớn, thậm chí hàng triệu đô la cho mỗi giao dịch mà rất khó có thể phát hiện. Hình thức thứ ba là thông qua một loại tiền ảo tồn tại dưới dạng mật mã trên máy tính, ví dụ như đồng Bitcoin hay các loại đồng tiền ảo khác. Đồng tiền này được sử dụng nhiều trong giao dịch qua hệ thống điện tử không chịu sự quản lý của cơ quan nào. Hình thức này buộc người ta phải dùng tiền thật để mua tiền ảo qua mạng. Số tiền này sẽ được quy đổi ra ngoại tệ chuyển qua ngân hàng hoặc qua hình thức nhập lậu chuyển ra nước ngoài. Bằng hình thức này rất nhiều người giàu có trong nước đã chuyển tiền và tài sản qua tài khoản của người khác ở nước ngoài bằng nhiều hình thức số tiền từ tài khoản của người khác sẽ được chuyển về tay của họ. Thứ tư, thông qua đầu tư bất động sản hay bất cứ tài sản có giá trị nào khác trong nước cũng là một lỗ hổng tạo ra cơ hội biến đồng tiền bẩn thành đồng tiền sạch. Nếu họ đem một vali tiền bẩn đi mua nhà, mua đất, mua xe ô tô và khi mua được rồi lại đem bán đi. Có khi phải chấp nhận chịu lỗ hay trả lệ phí phần trăm cao cho giao dịch đó thì người mua trả tiền cho họ là tiền sạch, vì thường người bán sẽ đòi người mua chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng. Thế là xóa được hết tất cả các dấu vết của tiền bẩn trước đó. Với những cách chuyển vận dòng tiền và tài sản như thế có lẽ cũng không khó khăn. Để thấy được là tiền bẩn từ nước ngoài có thể tuồn về Việt Nam qua quy định cho người nước ngoài mua tậu bất động sản ở Việt Nam. Chính vì thế chủ trương cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam cần phải được xem xét một cách thận trọng, bên cạnh đó phải có những chính sách quản lý chặt chẽ. Cho đến bây giờ Việt Nam mới đang quan tâm tới câu chuyện kiều hối về nước chứ chưa có được một sự quan tâm đầy đủ trong quản lý dòng tiền chảy ra hiện tại. Tất cả các kiểm soát dòng tiền này đang được áp dụng theo chính sách kiểm soát hối đoái. Đối với dòng tiền được chuyển ra nước ngoài phải được chứng minh nguồn gốc, lý do và phải được phép của chính phủ, đó cũng là một cách để ngăn chặn. Nhưng như đã phân tích ngoại tệ chảy ra nước ngoài không chỉ thông qua các kênh chính thức mà chủ yếu là thông qua hình thức buôn lậu rửa tiền, bốn bên, hai bên hoặc là thông qua một loại tiền ảo tồn tại dưới dạng mật mã trên máy tính, ví dụ như đồng Bitcoin hay các loại đồng tiền ảo khác ngay cả việc những người đi du lịch sử dụng thẻ tín dụng Visa hay Mastercard để mua hàng ở nước ngoài và thanh toán bằng đô la cũng không thể kiểm soát được bởi vì giao thương tiền tệ nằm trong bối cảnh thị trường mở khi Việt Nam tham gia Asean, WTO, TPP vấn đề mậu dịch giao dịch ngoại thương ngày càng lớn trong một nền kinh tế như vậy sẽ rất khó để kiểm soát được thị trường hối đoái nhưng trên thực tế chưa có một quốc gia nào dám khẳng định có thể kiểm soát được dòng tiền ra vào một cách hoàn hảo, ngay cả Mỹ. Tuy nhiên Mỹ có những rào cản về pháp luật, các tổ chức tài chính đều nhận được những mối nguy hại từ những dòng tiền này, do đó họ luôn đề cao cảnh giác. Luật chống rửa tiền của Mỹ rất nghiêm ngặt và đưa ra những sự trừng phạt kinh tế và hình thức thực sự là lớn. Các cơ quan chức năng của FBI đến IRS OP FEC đều tham gia các công tác chống rửa tiền. Còn ở Việt Nam cũng phải làm được như vậy vì nếu như chỉ dựa vào các rào cản pháp luật là bất khả kháng, quan trọng hơn là các vấn đề tội phạm cần phải được kiểm soát và tiêu trừ bởi tất cả các cơ quan quản lý và an ninh. Nhất là các số tiền của các quan chức tham nhũng được và đó là tiền bẩn đang đẩy ra nước ngoài để mua các dạng như là bất động sản hoặc những tài sản lớn khác bằng cách rửa tiền giải pháp cuối cùng là phải làm sao tăng được giá trị đồng tiền nội tệ và đồng tiền này phải được thả nổi trên thị trường ngoại hối trong tương lai khi đó thì đồng tiền việt nam sẽ được thế giới công nhận và được hoán đổi các đồng tiền khác để làm được như vậy thì nền kinh tế việt nam phải đủ mạnh kinh tế phải được trả lại cho thị trường quyết định khi đó thì tự cơ chế thị trường sẽ đào thải những khó khăn mà việt nam đang phải vướng phải trong bối cảnh nội lực nền kinh tế yếu, vấn đề tội phạm chưa được tiêu trừ nếu thả nổi để cho ngoại hối tuần ra ngoài. Ngân hàng Trung ương không kiểm soát được nền kinh tế sẽ rơi vào khủng hoảng, chủ yếu tiền tệ sẽ bị đe dọa. Cách đây, 2 năm, cách đây 20 năm, nhà kinh tế học đã có một bài phân tích một thế giới không còn chủ quyền quốc gia. Giả thuyết có thể xảy ra trong tương lai với một vài quốc gia trên thế giới khi hàng ngày vẫn có một lượng tiền dịch chuyển từ hàng triệu đến hàng ngàn tỷ đô la từ quốc gia này sang quốc gia khác sự dịch chuyển này tùy vào khẩu vị và quyết định của nhà kinh doanh nhà đầu tư các định chế tài chính khi điều đó xảy ra trong một thời gian ngắn với một lượng tiền đủ lớn có thể làm dung chuyển toàn bộ thị trường tài chính của một quốc gia và gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu đó chính là sụp đổ của đồng peso xảy ra trong bối cảnh nền kinh tế yếu ớt, giá dầu thấp và khoản nợ ngày một chồng chất của Mexico vào khoảng năm 1993. Hiện tượng này hình như đang hình thành đâu đó tại một số quốc gia trên thế giới trên thị trường châu Âu, châu Phi, có thể cả ở Nga và ở Việt Nam. Nhà kinh tế đó đã nhận định nếu như điều đó xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, ảnh hưởng đến cả nền kinh tế xã hội, thậm chí có thể kéo đổ cả một nền chính trị ở quốc gia đó. Chống dịch quyết liệt nhưng vẫn không quên chống phản động. Việt Nam hiện đang căng mình chống dịch giống như nhiều nước khác nhưng Việt Nam có nhiều điểm khác với các nước khác trên thế giới trong việc chống dịch lại là đại dịch Corona virus Vũ Hán. Nguồn gốc từ Trung Quốc là nước sát cạnh với Trung Quốc có nhiều công dân Trung Quốc sang đầu tư và làm việc và du lịch đồng thời với những bệnh nhân nhiễm virus ngày càng nhiều và dịch bệnh đang bùng phát ở Vũng Hán, Hồ Bắc của Trung Quốc. Nhưng Việt Nam không đóng cửa biên giới với Trung Quốc, theo hiệp định đã ký kết. Trong suốt thời gian dịch bệnh vẫn đang còn hoành hành ở Trung Quốc, các nước khác hoặc chưa hoặc rất ít người nhiễm virus Vũ Hán. Việt Nam chỉ ghi nhận duy nhất có 16 trường hợp vào hồi tháng trước và đến nay là gần 100 trường hợp. Đến đầu tháng 3 năm 2020 có một số trường hợp nhiễm virus được gọi là khởi phát từ châu Âu, cụ thể là Ý và Anh và Hàn Quốc. Và từ đó con số nhiễm bệnh bắt đầu tăng lên đến thời điểm hiện nay là gần 100 trường hợp và dương tính với virus Vũ Hán. Nhiều người bình luận rằng số ca nhiễm Covid-19 bắt đầu xuất hiện trở lại và tăng đều đặn thường xuyên khi đó những nguồn tin nói rằng Mỹ và tổ chức y tế thế giới đã bắt đầu viện trợ cho các nước nghèo chống lại dịch bệnh coronavirus, đồng thời nguồn gốc người nhiễm bệnh không phải Trung Quốc đã bắt đầu phát tác. Theo như truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam thì bình luận này hoàn toàn có cơ sở, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn hai điều đến nay Việt Nam vẫn chưa có người chết vì bệnh virus Vũ Hán và không hề có người nào nhiễm bệnh đợt mới từ Trung Quốc. Sự khác biệt của Việt Nam trong đợt chống dịch virus Vũ Hán không dừng lại ở đó, mặc dù phải huy động nguồn lực tập trung chống dịch virus Vũ Hán ở Việt Nam vẫn không quên tấn công vào phong trào dân chủ, tấn công vào những người mà họ gọi là phản động. Đầu tiên là việc tăng liều lượng thuốc điều trị tâm thần cưỡng bức đối với Lê Anh Hùng, không chỉ một lần mà tới hai lần liên tiếp cách nhau chỉ có mấy ngày. Chúng ta biết Lê Anh Hùng là một người đã gửi đơn tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của một số cán bộ, quan chức cao cấp trong đó có Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng và vừa bị cách chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Việc gửi đơn rất nhiều hàng trăm lần không được sự phản hồi, anh đã sử dụng biện pháp căng biểu ngữ để tạo sự chú ý giống như nhiều người dân oan hiện nay trong xã hội. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Cộng sản không những không thụ lý vụ án Lê Anh Hùng tố cáo mà còn bắt giam khởi tố Lê Anh Hùng với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của đảng và nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau đó dù không thông qua gia đình, không được sự đồng ý của gia đình, nhà cầm quyền Cộng sản đã đưa Lê Anh Hùng đi giám định tâm thần cưỡng ép và chuyển anh vào bệnh viện tâm thần. Mặc dù gia đình đã phản đối, đã lên tiếng yêu cầu Lê Anh Hùng về nhà để khám bệnh và nếu có bệnh thì gia đình sẽ tự chữa trị nhưng nhà cầm quyền đã phớt lờ yêu cầu của gia đình anh. Đầu tháng 11 năm 2019, gia đình của Lê Anh Hùng sau khi thăm anh Hùng đã cho biết Hùng đã bị tăng liều lượng điều trị tâm thần gấp đôi mà không có nguyên nhân. Gia đình đã phản đối và đã có đơn yêu cầu bệnh viện dừng việc tăng thuốc đối với người bình thường. Việc uống một liều lượng nhỏ thuốc tâm thần trong hoàn cảnh bị cứng ép đã là nguy hiểm. Vậy mà bệnh viện đã tăng gấp đôi liều lượng thuốc sau khi có sự phản đối của gia đình. Nghe nói bệnh viện đã cho Lê Anh Hùng uống thuốc trở lại liều lượng cũ. Vậy nhưng không hiểu lý do gì ngày 11 tháng 3 vừa qua Lê Anh Hùng lại điện thoại về cho mẹ nói Hùng đã bị tăng liều lượng thuốc. Những người bạn của Lê Anh Hùng đã thông tin kịp thời cho cộng đồng tình trạng của Hùng. Chỉ mấy ngày sau ngày 16 tháng 3 Lê Anh Hùng lại tiếp tục gọi điện thoại về nói bệnh viện đã tăng liều lượng thuốc lên 7 viên. Tức là mức cao nhất đối với các bệnh nhân tâm thần. Thật không thể tin nổi An ninh cộng sản Việt Nam và nhất là những kẻ mang danh bác sĩ, thầy thuốc đã tán tận lương tâm ép Lê Hùng uống thuốc với điều cao nhất. Rất nhiều người cộng đồng mạng đã phẫn nộ với hành động dã man của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và bệnh viện tâm thần Trung ương. Không chỉ ngược đãi đối với Lê Hùng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam còn ngăn chặn việc xây dựng cổng tam quan của chùa Phước Bửu, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi thượng tọa Thích Vĩnh Phước thuộc tăng đoàn giáo hội Việt Nam Thống Nhất trụ trì. Ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 3, nhà cầm quyền Cộng sản xã Phước Thuận xuất hiện ngăn cấm việc thi công sửa chữa. Họ yêu cầu sự chủ trì làm đơn xin phép sửa chữa. Cho đến khi chính quyền cho phép thì mới được thi công. Nếu không, họ huy động lực lượng cưỡng chế, tạm giữ phương tiện và vật tư thi công công trình. Nhà chùa đã thông báo cho đại diện của chính quyền xã Phước Thuận biết rằng đã 26 năm qua chính quyền không chấp nhận bất cứ giấy chứng nhận quyền sử đất sử dụng đất nào cho nhà chùa. Mặc dù toàn bộ khuôn viên của nhà chùa được nhà chùa mua lại từ người dân và không có bất cứ tranh chấp nào. Đồng thời việc nâng cấp cổng Tam Quan dựa trên các điểm điều khoản của các văn bản pháp luật hiện hành thì việc sửa chữa nâng cấp cổng Tam Quan của chùa được miễn giấy phép xây dựng bởi vì hạng mục sửa chữa nâng cấp không làm thay đổi công năng sử dụng kiến trúc mặt ngoài của công trình không thuộc phạm vi quản lý kiến trúc đô thị căn cứ vào các điểm khoản điều luật của các văn bản pháp lý hiện hành thì việc sửa chữa cổng tam quan cũng không cần phải xin giấy phép xây dựng tiếp tục việc liên tục cho người canh giác gác nhà hoạt động nguyễn tường thụy ngăn cản việc đi lại của người thân trong gia đình ông và triệu tập ông trong lúc đại dịch và sức khỏe của ông không tốt và chứng tỏ nhà cầm quyền không hề nghỉ ngơi trong việc tấn công những người hoạt động xã hội phản biện và đấu tranh dân chủ nhân quyền cho việt nam còn rất nhiều trường hợp sách nhiễu khác như việc mục sư Nguyễn Hồng Quang và gia đình bị sách nhiễu liên tục, gia đình Cấn Thị Thêu cùng với con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cũng liên tục bị sách nhiễu gần đây. Nhà quyền đã đưa ra khẩu hiệu chống dịch như chống giặc, nhưng tôi rất tâm đắc với bình luận của luật sư Lê Công Nhân trên Facebook đó là chúng tôi có chống giặc đâu, phải nói là chống dịch như chống phản động ấy, đồ ngu. Bến Tre hạn mặn nhưng nhà cầm quyền Cộng sản vẫn lo nâng cấp tượng đài. Tỉnh Bến Tre đang trùng tu tượng đài chiến thắng và khuôn viên ở mỏ cây với số tiền mấy chục tỷ đồng, hàng trăm ngàn đô la để làm công trình khi cả tỉnh này đang chết khát vì thiếu nước ngọt. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đặt câu hỏi như vậy trên mạng xã hội hôm 21 tháng 3 Câu hỏi nêu trên được đưa ra trong bối cảnh người dân Bến Tre cũng như một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đang phải tự xoay sở trước tình trạng xâm nhập mặn từ vài tháng qua. Mạng xã hội ghi nhận việc người dân Bến Tre và các tỉnh lân cận phải xách từng can nước về để nấu ăn chứ không dám tắm. Việc nhà cầm quyền tỉnh Bến Tre trùng tu tượng đài được báo đồng khởi xác nhận hôm 17 tháng 3 tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Bến Tre viết Từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 3, Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch phối hợp với công ty In 3D Plus tiến hành khảo sát đo vẽ 3D Hai tượng đài làm cơ sở thực hiện công tác lập dự toán và thiết kế bản vẽ thi công công trình theo kế hoạch thực hiện đến năm 2021 Cụ thể, bệ tượng hiện tại sẽ được gia cố móng bằng cọc bê tông cốt thép Tượng bà mẹ bến tre và nhóm tượng nhân dân bến tre đều được đục từ đá granite nguyên khối với chiều cao 4,5m đến 7,3m. Chi phí cho việc nâng cấp tượng đài không được tiết lộ công khai, nhưng với lượng đá granite nguyên khối như vậy thì người ta ước tính con số có thể dưới chục tỷ đồng. Đã lưu ý một bài khác trên báo đồng khởi cho hay tượng đài đồng khởi mới chỉ được xây dựng từ năm 2017 và là tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của một công trình nghệ thuật có quy mô lớn về hình thức và khái quát cao về cuộc đồng khởi năm 1960 và cả quá trình kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Bến Tre. Cùng thời điểm chính quyền lo nâng cấp tượng đài theo báo dân sinh của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam, nguồn nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng tại huyện Ba Chi. Độ mặn đạt sấp xỉ gần mức năm 2015-2016, thời điểm được ghi nhận là hạn mặn lịch sử. Tờ báo dẫn nguồn khảo sát của phòng nông nghiệp huyện Ba Chi cho hay gần 4.500 hecta lúa đồng xuân chịu thiệt hại nặng nề, phần lớn đều đã bị nhiễm mặn, trong đó có tới 15% diện tích bị chết, số còn lại không phát triển do nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Theo báo Vietnamnet, người thiếu nước uống, lúa thiếu nước tưới, đất đai khô cằn hạn mặn bùa vây các tỉnh miền Tây ngày càng khốc liệt. Nhiều dụng lúa ở huyện Rồng Tôm, Bến Tre gần đến ngày thu hoạch nhưng thiếu nước tưới vẫn đến dẫn đến cháy lá, hạt lép. Đó là những ruộng lúa còn vớt vát được phần nào nhưng những người nông dân khác còn không có được hạt lúa để ăn. Lúa chết non, mọi diện tích rộng lớn, các ruộng lúa ở Mỹ Thạnh, Rồng Tôm khô cằn, cháy lá không sinh trưởng nổi phải cắt bỏ cho bò ăn. Anh Phạm Thanh Phong 48 tuổi ở ấp 4 xã Bình Thành nói khi cắt lúa phải rũ bỏ lúa khô, tiền của công sức mồ hôi mấy tháng trời đổ xuống ruộng lúa, giờ thu hoạch được lúa non nhiễm mặn cho bò ăn nó cũng chết. Tôi sống ở đây mấy chục năm nhưng chưa bao giờ thấy được cảnh hạn mặn đến sớm như năm nay. Năm 2016 hạn mặn cũng khốc liệt nhưng đến trễ, lúc đó lúa đã chín còn thu hoạch được ít, anh Phong nói cũng theo báo dân sinh trước tình trạng hạn mặn người dân chủ động các phương pháp, phương án ứng phó, trong lúc nhà chức trách kêu gọi người dân trữ nước mưa, nước ngọt dùng cho sinh hoạt và chăn nuôi. Bóng ma COVID-19 cản bước hàng Việt đến EU và Mỹ. Sau nỗi lo thiếu hụt nguyên liệu vật liệu sản xuất vì đứt nguồn cung do Trung Quốc các doanh nghiệp trong ngành dệt may đồ gỗ giờ đây tiếp tục đau đầu với tình trạng hàng hóa làm ra không thể đưa đến châu Âu và Mỹ do dịch virus Vũ Hán gây ra. Các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng giày dép được dự báo cũng sẽ bị ảnh hưởng của lần đóng cửa này. Tiếp tục chật vật với đối tác tạm dừng nhập khẩu của các nước EU và Mỹ. Đang chật vật với thị trường bán lẻ trong nước vì sụt giảm đến 85% doanh số vì dịch bệnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng Jin giờ đây tiếp tục đối mặt với tình trạng không thể đưa hàng hóa qua các thị trường nhập khẩu lâu nay của công ty ở khu vực châu Âu và Mỹ. Ông Phan Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Vitagin cho rằng việc Liên minh châu Âu EU quyết định đóng cửa biên giới trong vòng 30 ngày đối với những người không phải là công dân và khối để ngăn chặn dịch bệnh virus Vũ Hán khiến cho các đối tác nhập khẩu của Vitagin ở EU tạm ngưng toàn bộ đơn hàng nhập khẩu trong giai đoạn này. Quyết định đóng cửa để ứng phó với đại dịch virus Vũ Hán của EU đã bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 và từ đó đến nay hoạt động và đưa hàng hóa của Vitagin sang một số thị trường như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ngừng lại theo. Một số tiểu bang của Mỹ cũng đã ban hành quy định hạn chế hoạt động đi lại trong những khung giờ nhất định. Hàng hóa nhằm đối phó với tình trạng lây lan của dịch virus Vũ Hán trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Điều này cũng khiến cho hoạt động của một số doanh nghiệp xuất khẩu trong nước, trong đó có Vitazin, càng thêm khó khăn khi các đối tác nhập khẩu nước này cũng đã thông báo tạm dừng nhập hàng trong thời gian này. Ông Việt cho biết trên thị trường châu Âu chiếm khoảng 20% và thị trường Mỹ chiếm 30% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của Vitazin nên đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất và việc làm của người lao động. Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Dệt May Theo Đan, Thành phố Hồ Chí Minh, Arctet, ông Việt cho biết thêm nhiều doanh nghiệp hội viên cũng đã chia sẻ thông tin trong hiệp hội rằng hoạt động xuất khẩu đến hai thị trường EU và Mỹ đều đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus Vũ Hán. Cụ thể, các doanh nghiệp của hội viên Actet đã phản ánh rằng các khách hàng nhập khẩu của các thị trường EU và Mỹ đã thông báo tạm ngưng nhập khẩu hoàn toàn hàng theo thời gian nói trên. Hiện Actet có hàng trăm hội viên và có hàng xuất khẩu sang hai thị trường nói trên. Với việc đóng cửa tạm thời hai thị trường xuất khẩu lớn nhất sẽ khiến cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn cho việc đặc thù của ngành sản xuất dệt may là sản xuất theo mùa. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch sản xuất theo kinh doanh và doanh nghiệp ông Việt chia sẻ. Tình hình tạm dừng thực hiện đơn hàng xuất khẩu vào thị trường EU và Mỹ cũng đang xảy ra đối với các doanh nghiệp hoạt động ở các ngành khác như đồ gỗ. Tình trạng hàng tồn ứ như thế sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu công nhân trên các lĩnh vực sản xuất này và có thể sẽ bị mất việc làm. Ông Điền Quang Hiệp, chủ tịch hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, một trong những địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ trên cả nước, cho biết các doanh nghiệp hội viên có xuất khẩu hàng hóa vào thị trường châu Âu đã phản ảnh bị ảnh hưởng khi khu vực này áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trong mấy ngày qua. Một doanh nghiệp ngành gỗ là công ty Tân Thành Furniture cho biết đã có 2 trong số 40 khách hàng nhập khẩu của công ty ở Mỹ thông báo chuyển đơn hàng nhập khẩu từ tháng 4 sang đến tháng 7 tới. Giám đốc Tân Thành Furniture, ông Phạm Trân Quang cho biết Mỹ là thị trường chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty. Chính vì vậy, ông Quang lo ngại việc đóng cửa ngăn chặn dịch bệnh ở Mỹ sẽ khiến cho các đối tác nhập khẩu tại thị trường này sẽ tạm ngưng hoặc kéo dài thời gian nhập hàng sang một thời điểm khác. Giới phân tích cho rằng việc tạm đóng cửa các thị trường lớn nói trên sẽ kéo theo những tác động tiêu cực. Trước mắt người tiêu dùng hạn chế mua sắm giày dép, quần áo, đồ gỗ, điện thoại vốn là những mặt hàng gọi là thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU và Mỹ. Ở nhóm mặt hàng giày dép, lượng hàng Việt Nam xuất khẩu sang hai thị trường EU và Mỹ cũng rất lớn. Nhưng theo một số doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu thì đến nay chưa nhận được thông tin của đối tác đề nghị tạm ngưng nhập khẩu nhóm mặt hàng này. Giữa vô vàn khó khăn do dịch virus Vũ Hán, việc tạm ngưng nhập khẩu hàng hóa của hai thị trường EU và Mỹ lúc này được xem là một đòn mạnh tiếp theo dán vào thị trường doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực trong đó đáng chú ý là các nhà sản xuất diệt may, giày dép, đồ gỗ vốn là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của hai thị trường này. Ông Phạm Văn Việt với thị trường xuất khẩu hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành may mặc chỉ còn trông chờ vào thị trường khu vực châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên Hàn Quốc chiếm một tỷ trọng khá lớn trong khu vực này nhưng hiện lượng Hiện lượng hàng nhập khẩu của các thị trường này cũng bị sụt giảm đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó ở các thị trường trong nước gần như cũng bị tê liệt với lượng tiêu thụ sụt giảm đến 80%, nhiều cơ sở may mặc quy mô nhỏ kiểu hộ gia đình là hội viên của Actex đã tạm ngừng hoạt động. Đối với một số doanh nghiệp lớn hiện tại phải bắt đầu cho công nhân nghỉ việc luân phiên để duy trì sản xuất. Tuy nhiên khả năng chi trả lương chờ việc của các doanh nghiệp cũng như có thể duy trì được trong vòng 2 đến 3 tháng. Nếu đến hết tháng 4 đối với các tác động nhập khẩu của hai thị trường EU vẫn chưa thể nhập hàng vì virus Vũ Hán thì nguy cơ nhiều người lao động tại nhiều nhà máy buộc phải nghỉ làm toàn thời gian là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Việt dự báo và cho biết hiện doanh nghiệp sản xuất đang rất lo lắng về vấn đề này. Tương tự với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đang rất khó khăn với doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ. Diễn biến tình hình thị trường xuất khẩu đang rất khó khăn do việc ngưng nhập khẩu của thị trường EU với Mỹ và đã xảy ra chưa thấy trong những khó khăn doanh nghiệp. Tuy nhiên, bước sang tháng tới tôi cho rằng những khó khăn này sẽ có thể thể hiện rất rõ, ông Hiệp nhận định. Tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán sáng ngày 23 tháng 3 ít nhất có 32.139 người Mỹ dương tính, 400.000 người chết. Theo kênh CNN, ít nhất có 32.149 trường hợp ở Mỹ đã được ngành y tế xác nhận là dương tính với virus, 400 người đã chết. Ông Rand Paul, thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên có kết quả dương tính. Số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã lên đến 9.000 người. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc, Zonhap Tính đến hết ngày 22 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 46 trường hợp nhiễm virus Corona mới. Tổng số người nhiễm bệnh hiện nay là 8.961 trường hợp. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tính đến hết ngày 22 tháng 3, Trung Quốc ghi nhận 39 trường hợp nhiễm virus Corona mới, tất cả đều từ nước ngoài, chủ yếu là sinh viên Trung Quốc về nước. Tại thành phố Vũ Hán, tâm dịch của tỉnh Hồ Bắc, nhà chức trách tiếp tục lới lỏng các biện pháp phong tỏa do địa phương này không có các ca nhiễm mới trong 5 ngày liên tiếp. Tại Mexico, Bộ trưởng Ý, Bộ trưởng Y tế vừa công bố thêm 65 trường hợp dương tính mới do virus Vũ Hán. Tổng số người nhiễm bệnh tại Mexico là 316 ca. Theo Angela, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 23 tháng 3 cho biết New Zealand sẽ nâng mức cảnh báo lên mức tối đa. Tất cả các dịch vụ không thiết yếu quán cà phê, nhà hàng, trường học công sở sẽ đóng cửa trong vòng 48 giờ tới và kéo dài trong 4 tuần. Người dân xứ Kiwi cũng sẽ chuẩn bị tinh thần tự cách ly. Thông báo của bà Ardern đưa ra trong bối cảnh New Zealand Hiện nhận 36 ca nhiễm mới trong ngày 22 tháng 3 và có 2 ca liên quan đến lây nhiễm cộng đồng. Số ca nhiễm của New Zealand hiện là 102. Thủ tướng Nhật Bản có khả năng phải hoãn Olympic. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa phát biểu trước nội các nước này rằng Nhật Bản sẽ quyết tâm hoàn thành để đại hội thể thao Olympic 2020. Song nếu dịch Virus Vũ Hán tiếp tục diễn ra, việc đảm bảo an toàn cho Olympic và các vận động viên là điều bất khả thi và có thể khả năng sẽ phải hoãn Olympic là điều khó có thể tránh khỏi. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản thừa nhận khả năng Olympic có thể không diễn ra như kế hoạch vào ngày 24 tháng 7 sắp tới. Bác sĩ, bác sĩ tiêm ngừa cho thủ tướng Đức bị nhiễm virus. Tháng tin Reuters ngày 22 tháng 3 dẫn lời người phát ngôn của thủ tướng Đức ông Stefan Seibert xác nhận bà Angela Merkel 65 tuổi đã tự cách ly tại nhà. Cuối tuần qua bà đi tiêm ngừa phế cầu khuẩn, loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi. Các bác sĩ tiêm cho bà sau đó có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Merkel được xét nghiệm trong vài ngày tới khi cách ly, bà vẫn làm việc bình thường tại nhà. Trong ngày 22 tháng 3, Đức ghi nhận thêm 8 ca tử vong mới vì dịch viêm đường hô hấp cấp virus Vũ Hán nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên 92 trường hợp, số ca dương tính là 2.350 ca. Cho đến nay, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức là 24.714 ca, cao thứ tư thế giới. Theo BBC, để dịch bệnh chậm lây lan, Đức cấm các cuộc tụ tập có hơn hai người trừ sinh hoạt các thành viên sống cùng nhà Đức không cấm hoạt động của người dân ở nước ngoài nhưng vi phạm quy định tụ tập từ 3 người trở lên sẽ bị phạt các tiệm tóc làm đẹp massage và các hoạt động kinh doanh không thiết yếu đều bị đóng cửa anh có thể giới nghiêm để ngăn dịch Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22 tháng 3 cho biết anh có thể cần áp dụng biện pháp giới nghiêm và hạn chế di chuyển để làm chậm lại sự lây lan của virus corona. Nếu như người dân vẫn không chú ý đến những khuyến cáo về việc mỗi người phải cách xa nhau 2 mét của ngành y tế. Mặc dù các quán rượu, câu lạc bộ và phòng gym đã đóng cửa, nhưng người Anh vẫn ra công viên siêu thị phớt lờ cảnh báo của mỗi người phải cách xa nhau 2 mét. Hiện Anh có 281 trường hợp tử vong do virus Vũ Hán. Trường hợp nhiễm mới là 655 ca. Tổng số ca nhiễm virus ở Anh là 5.683 ca. Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên dính virus Vũ Hán. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul đến từ bang Kentucky xác nhận ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán chủng mới Ngày 22 tháng 3, đây là thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên mắc bệnh virus Vũ Hán. Chia sẻ trên tài khoản Twitter, ông Ren viết: "Mình cảm thấy ổn và đang được cách ly. Ông không có triệu chứng nhưng được xét nghiệm để đề phòng do di chuyển nhiều nơi và tham dự nhiều sự kiện. Ông không nhớ đã tiếp xúc trực tiếp với những ai và người gây lây nhiễm cho ông là ai." Theo kênh CNN, ít nhất có 32.149 trường hợp đã được ngành y tế xác nhận là dương tính với virus, 400 người đã chết. Ý có 60.000 người nhiễm bệnh, 5.400 ca tử vong. Trong ngày 22 tháng 3, Ý ghi nhận có 651 trường hợp tử vong, giảm hơn 100 ca so với ngày trước đó. Tổng số người tử vong do coronavirus Vũ Hán ở Ý là hơn 5.400 trường hợp. Tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới, trong trên toàn nước Ý là 60.000 người. Việt Nam có số ca nhiễm kỷ lục, cách ly theo dõi hơn 52.000 người. Dịch virus Vũ Hán trên toàn thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp khi lan tới 188 quốc gia và vùng lãnh thổ với 320.000 ca mắc, số ca tử vong vượt qua 13.600 người. Trong đó châu Âu đang là điểm nóng của dịch khi số ca mắc nhanh lên chóng mặt từng ngày. Tại Italia số ca mắc đã vượt qua 53.000 người. Nhiều thứ hai trên thế giới, vị trí thứ ba là Tây Ban Nha với hơn 28.000 ca mắc. Thứ tư là Mỹ, hơn 27.000 trường hợp. Tại Việt Nam, một tuần trở lại đây số ca mắc mới cũng liên tục tăng. Riêng ngày 22 tháng 3 có thêm 19 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 113 trường hợp, chưa có trường hợp nào tử vong. Cũng trong ngày 22 tháng 3, số ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang được cách ly tại các bệnh viện lên đến 645 trường hợp, số mới trong ngày 586, số cũ đang theo dõi là 59, trong khi cách đây 2 ngày con số này là 196 trường hợp. Như vậy kể từ đầu mùa dịch virus Vũ Hán tại Việt Nam đến nay, đây là lần đầu tiên Việt Nam có số ca nghi ngờ mắc cao kỷ lục như vậy. Trước đó ngày cao điểm nhất tại Việt Nam chỉ nghi ngờ có 268 ca nhiễm. Theo báo cáo của Bộ Y tế hiện cả nước đang cách ly. Theo dõi sức khỏe 52.790, số liệu cách ly 2 ngày hơn 36.000 người. Trong đó cách ly tại bệnh viện là 1.376 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 21.119 trường hợp. Hơn 30.000 người còn lại đang cách ly tại nhà và nơi Tạm chú Tại Hà Nội đã ghi nhận 35 ca mắc virus Vũ Hán Tất cả đều được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Hơn 900 người tiếp xúc gần đang được cách ly Giám sát sức khỏe Hơn 7.300 người đang được giám sát tại cộng đồng Hiện Hà Nội có tổng cộng 15 khu cách ly Bảo đảm đủ chỗ cách ly cho gần 15.000 người còn ở thành phố Hồ Chí Minh có 27 ca dương tính, 842 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đang được cách ly. Ngoài ra thành phố cũng đang cách ly tập trung 6800 trường hợp. 975 957 trường hợp được theo dõi cách ly tại nhà. Còn ở Đà Nẵng đã cách ly 4 ca dương tính, còn 126 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly tại các bệnh viện. 109 người Việt, 17 người nước ngoài. Thành phố cũng đang thực hiện cách ly tập trung 2.000 người và cách ly tại nhà 1.200 người. Tại Quảng Ninh đã ghi nhận 6 ca dương tính, tỉnh cách ly 80 người tại các cơ sở y tế, 769 người khác đang được cách ly tại các khu vực tập trung. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.